Mời quý vị bắt đầu theo dõi bản tin toàn cảnh quốc tế, điểm lại những sự kiện nóng trên toàn cầu vừa mới diễn ra. Xuất hiện vùng chiến sự mới ở bờ Tây dải Gaza. Những cuộc trả đũa qua lại khốc liệt giữa Israel, Houthi và Hezbollah. Tình hình đàm phán ngừng bắn tại chiến sự Trung Đông đang diễn biến ra sao? Nga lại chiếm đóng thêm lãnh thổ của Ukraine. Tiếp tục có cảnh báo mới về chiến tranh hạt nhân. Chuyên gia phát hiện được gì thông qua nghiên cứu mảnh vỡ tên lửa Triều Tiên ở Ukraine? Chiến sự Trung Đông tiếp tục căng thẳng. Vào ngày 22 tháng 2, Reuters dẫn thông báo từ cơ quan y tế Palestine cho biết quân đội Israel tiếp tục đột kích thành phố Jenin ở bờ Tây, khiến một người Palestine thiệt mạng và 15 người khác bị thương. Trước đó, vào cuối ngày 20 tháng 2, quân đội Israel cũng đã đột kích trong đêm ở Jenin, khiến nhiều ngôi nhà bị hư hại, đường phố tan hoang, hàng loạt ô tô bị thiêu rụi. Cơ quan y tế Palestine cho biết, từ khi xung đột giữa Israel và Hamas bùng phát ngày 7 tháng 10, đến nay đã có khoảng 4.000 người Palestine ở bờ Tây đã thiệt mạng. Bạo lực tăng vọt ở khu vực này trong vòng một năm qua. Các cuộc đụng độ gần như diễn ra mỗi ngày khi quân đội Israel tăng cường đột kích. Đã có nhiều đánh giá cho thấy, Jenin đã trở thành vùng chiến sự mới ở bờ Tây khi Israel gia tăng tần suất và cường độ tấn công bằng máy bay không người lái vào khu vực, gây thương vong nặng nề trong nỗ lực lùng sục các thành viên trong nhóm Thánh Chiến. Cùng ngày, tại biên giới giữa Liban và Israel, quân đội Israel cho biết có ít nhất 9 quả rocket đã được phóng từ Liban nhắm vào phía bắc cao nguyên Golan. Một số đã bị hệ thống phòng không vòm sắt của Israel đánh chặn. Israel cũng đã tấn công trả đũa vào các địa điểm phóng rocket của đối phương. Theo tờ Times of Israel, hôm ngày 22 tháng 2, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã không kích một tòa nhà mà Hezbollah sử dụng ở làng Blida, phía nam Liban. IDF cũng tiếp tục pháo kích nhiều mục tiêu khác trong khu vực để loại bỏ các mối đe dọa. Những diễn biến trên xảy ra giữa lúc căng thẳng bủa vây Israel và nhóm chiến binh Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Liban. Đôi bên đang nỗ lực đối thoại xoa dịu tình hình. Tuy nhiên, các màn dội hỏa lực ăn miếng trả miếng vẫn tiếp diễn đáng ngại. Israel thậm chí đã cảnh báo sẽ tấn công Liban nếu xung đột leo thang. Hezbollah khẳng định vẫn sẽ cố gắng tránh đụng độ trực tiếp, nhưng quyết sẽ trả đũa thích đáng nếu Liban còn bị tấn công. Trong bản báo cáo tóm tắt hoạt động quân sự, phiến quân Hezbollah tại Liban tuyên bố, trong ngày qua, họ đã thực hiện 12 cuộc tấn công vào một số căn cứ và địa điểm tập kết quân của Israel ở bên kia biên giới. Nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn còn cho biết thêm 2 chiến binh của họ thiệt mạng khi lực lượng này tiếp tục các cuộc trao đổi hỏa lực với Israel. Theo văn phòng nhân quyền LHQ, gần 40 dân thường ở Liban đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ xuyên biên giới kéo dài hơn 4 tháng qua. Tình trạng bạo lực leo thang cũng khiến hàng ngàn người dân tại khu vực gần biên giới hai nước phải di tản. Liên quan tới căng thẳng với Houthi ngày 22 tháng 2, phát ngôn viên nhóm này là Yahya Saria tuyên bố tiến hành 3 chiến dịch quân sự nhắm vào Mỹ, Anh và Israel. Reuters dẫn lời ông Saria nói, trong nỗ lực hỗ trợ Palestine và đáp trả các hành động khiêu khích của Mỹ, Anh với Yemen, lực lượng vũ trang đã tiến hành 3 chiến dịch quân sự. Thứ nhất là chiến dịch tấn công sử dụng UAV và tên lửa, phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo vào nhiều mục tiêu của quân đội Israel ở vùng Eilat, phía nam Gaza. Chiến dịch thứ hai diễn ra ở vịnh Aden, Houthi, dùng tên lửa hải quân tấn công trực diện vào một tàu Anh có tên là Icelander, khiến con tàu bốc cháy. Trong chiến dịch thứ ba, Houthi nhắm vào tàu khu trục Mỹ ở Biển Đỏ, sử dụng phương tiện bay không người lái. Houthi sẽ tiếp tục các nghĩa vụ vì nhân đạo, đạo đức và tôn giáo của mình, hỗ trợ người Palestine cũng như bảo vệ Yemen trước những hành động khiêu khích của Mỹ, Anh. Các chiến dịch quân sự sẽ tiếp diễn cho đến khi các hành động khiêu khích chấm dứt và dải Gaza không còn bị phong tỏa, phát ngôn viên Houthi nhấn mạnh. Bộ Quốc phòng Israel sau đó cũng đã công bố hình ảnh cho thấy hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow đánh chặn một tên lửa đạn đạo mà Houthi phóng vào thành phố miền nam Eilat vào hôm 22 tháng 2. Tel Aviv tuyên bố tên lửa đã bị bắn hạ và rơi xuống Biển Đỏ bên ngoài không phận Israel. Đây là lần thứ 6 hệ thống Arrow đánh chặn tên lửa đạn đạo từ khi xung đột Gaza bùng phát dữ dội vào tháng 10 năm ngoái. Giữa diễn biến chiến sự không ngừng leo thang, truyền thông Israel cho biết
nước này sẽ cử các nhà đàm phán tới hội nghị thỏa thuận ngừng bắn ở Paris vào hôm nay, ngày 23 tháng 2, sau khi Israel vừa thực hiện cuộc oanh kích dữ dội nhất trong vòng 10 ngày vào thành phố Rafah, phía nam dải Gaza, giáp biên giới với Ai Cập. Kênh 12 của Israel hôm ngày 22 tháng 2 đưa tin, nội các chiến tranh của nước này đã chấp thuận cử các nhà đàm phán, dẫn đầu là người đứng đầu cơ quan tình báo Mossad của Israel tới Paris ngày 23 tháng 2 để đàm phán về một thỏa thuận tiềm năng nhằm giải thoát hơn 100 con tin còn bị Hamas giam giữ ở Gaza. Trước đó, Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết chúng tôi sẽ mở rộng quyền hạn được trao cho các nhà đàm phán con tin của chúng tôi. Người đứng đầu Hamas Ismail Haniyeh cũng đã đến Ai Cập trong tuần này. Theo Reuters, đó là dấu hiệu rõ ràng nhất trong nhiều tuần qua cho thấy các cuộc đàm phán vẫn còn tiếp tục. Song song đó, các hoạt động quân sự của Israel vẫn tăng cường ở Gaza. Trong đêm ngày 22 tháng 2, vụ tập kích của Israel đã san phẳng một nhà thờ Hồi giáo và phá hủy nhiều ngôi nhà ở Rafah. Nhiều người dân Rafah nói với Reuters, đây là vụ oanh tạc mạnh nhất ở thành phố kể từ khi Israel tuyên bố ném bom Hamas và giải cứu hai con tin vào 10 ngày trước. Còn tại Khan Yunis, nơi tập trung giao tranh từ đầu năm 2024, lực lượng Israel cũng đã đột kích trở lại vào khu liên hợp y tế Nasser. Theo báo cáo của các quan chức Palestine, Tổ chức Y tế Thế giới trước đó cho biết họ đang cố gắng sơ tán 140 người bệnh khỏi bệnh viện này. Phía Israel không đưa ra bình luận ngay lập tức. Cơ quan Y tế Gaza ngày 23 tháng 2 cho biết 97 người được xác nhận đã thiệt mạng và 130 người bị thương trong 24 giờ qua. Sau các cuộc tấn công của Israel, nhưng nhiều nạn nhân khác vẫn đang nằm dưới đống đổ nát. Reuters cho biết, các ngoại trưởng nhóm G20 đã nhóm họp ở Brazil vào hôm ngày 22 tháng 2. Bộ trưởng các nước gần như đồng thuận rằng giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất để đạt được hòa bình cho xung đột giữa Palestine và Israel. Ngoại trưởng Brazil Mauro Vieira nói rằng tất cả thành viên là những nền kinh tế lớn nhất thế giới đều đặc biệt quan ngại về cuộc chiến ở Gaza và nguy cơ xung đột lan khắp Trung Đông. Các bên đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn và mở đường để đưa nguồn viện trợ nhân đạo vào Gaza. Trong khi đó, nhiều nước cũng chỉ trích cuộc tấn công quân sự tiềm tàng của Israel vào thành phố Rafah. Reuters cho biết, cuộc họp của G20 do Brazil chủ trì năm nay bàn về những căng thẳng trên thế giới hiện nay, chủ quyết tập trung vào xung đột ở Gaza và Ukraine. Các ngoại trưởng từ phương Tây hôm ngày 21 tháng 2 cũng chỉ trích chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Mặt khác, Bộ trưởng Vieira cho biết thêm các nước G20 đều ủng hộ các ưu tiên mà Brazil đặt ra cho G20 trong năm 2024, bao gồm cải cách Liên Hợp Quốc và các tổ chức đa phương khác chống biến đổi khí hậu và giảm nghèo đói trên thế giới. Chuyển sang các cập nhật về chiến sự Đông Âu, Bộ Quốc phòng Nga công bố mới đây các lực lượng nước này vừa giải phóng Bobeda, một ngôi làng cách thành phố Donetsk, thủ phủ tỉnh cùng tên khoảng 5 km về phía Tây. Ngoài việc kiểm soát được làng Bobeda, có nghĩa là chiến thắng, quân đội Nga cũng cải thiện các vị trí dọc chiến tuyến ở Donetsk, đẩy lùi lực lượng Ukraine gần các làng Novomykhailovka và Krasnogorovka, cách thành phố Donetsk vài km. Theo báo cáo, Ukraine hứng chịu tổn thất nặng nề sau các trận chiến mất hơn 400 quân, cũng như một loạt khí tài quân sự, bao gồm các hệ thống do phương Tây cung cấp. Quân đội Nga cũng phá hủy bệ phóng và phương tiện vận chuyển hệ thống tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất, cùng các thiết bị quân sự và nhân lực của Ukraine tại 114 khu vực. Phía ngược lại, tướng Oleksandr Tarnavsky, một chỉ huy cấp cao của Ukraine, nói trong một cuộc họp ngắn rằng họ vẫn đang kìm chân đối phương ở làng Bobeda. Sau hơn một năm bế tắc trên chiến trường, quân đội Nga đã tăng cường các hoạt động tấn công ở miền đông Ukraine, tung một lượng lớn nhân lực và pháo binh ra tiền tuyến, áp đảo lực lượng Ukraine đang cạn kiệt vũ khí và đạn dược. Tuần trước, Nga đã thành công giành được Avdiivka, thành trì quan trọng ở Donbass, nơi từng là pháo đài then chốt của Ukraine kể từ đầu xung đột. Moscow ước tính Kyiv đã tổn thất hơn 1.500 quân trong cuộc tháo chạy hỗn loạn khỏi chiến địa này, thậm chí bỏ lại thương binh, khí tài và thiết bị quân sự. Ukraine đã bác bỏ thông tin này. Newsweek đưa tin
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây cảnh báo sẽ có nhiều điều bất ngờ sắp xảy ra với các khí tài quân sự của Nga ở Biển Đen. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền của Fox News được phát hành vào tối hôm ngày 22 tháng 2, ông Zelensky nhấn mạnh một trong những mục tiêu của Kyiv trong năm 2024 là tiếp nối thành công của chúng tôi trên Biển Đen. Tuy nhiên, không đi sâu vào thông tin chi tiết. Moscow chưa bình luận về phát biểu này. Trong những tháng gần đây, Ukraine đã tăng cường tấn công cơ sở hạ tầng của Nga trên bản đồ Crimea, tuyên bố vô hiệu hóa khoảng 1/3 số tàu chiến của hạm đội Biển Đen kể từ đầu cuộc chiến. Chiến dịch thành công gần đây nhất của Ukraine trên Biển Đen là đánh chìm tàu đổ bộ Caesar Kunekov. Giới chức Ukraine khẳng định hầu hết thủy thủ đoàn trên con tàu này đều thiệt mạng sau đòn tấn công bằng máy bay không người lái hôm ngày 14 tháng 2. Điện Kremlin chưa từng trực tiếp đề cập đến các báo cáo của Ukraine về tổn thất hải quân của Nga. Theo truyền thông địa phương, tư lệnh hạm đội Biển Đen, đô đốc Viktor Sokolov đã bị bãi nhiệm chỉ vì vài ngày sau khi tàu Caesar Kunekov bị tấn công. Nga cũng được cho là đã di dời một số tàu ở Biển Đen từ bán đảo Crimea đến căn cứ Novorossiysk ở khu vực Krasnodar của nước này nhằm tránh tầm tấn công của Ukraine. Ngày 22 tháng 2, một quan chức quân sự cấp cao cho biết quân đội Ukraine cần cắt giảm gánh nặng từ thủ tục hành chính. Kyiv có thể tăng cường khả năng chiến đấu tại chiến trường Đông Âu bằng cách số hóa và tận dụng dịch vụ trực tuyến thông minh. Theo Reuters, đề xuất trên được đưa ra giữa lúc Kyiv tìm hướng chuyển sang thế phòng thủ trước quân đội Moscow. Một trong những giải pháp cần thiết là cải tổ quy trình huy động lực lượng và gia tăng sản xuất vũ khí. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Katerina Chernohorenko nhận định, bằng cách loại bỏ bớt thủ tục hành chính, Ukraine sẽ thiết lập quân đội lấy con người làm trọng tâm và nhờ đó có thể sở hữu khả năng chiến đấu hiệu quả hơn. Trước đó, vào ngày 21 tháng 2, Bộ Quốc phòng Ukraine cũng đã công bố ứng dụng di động Army dành cho các thành viên trong quân đội. Thông qua ứng dụng, quân nhân sẽ dễ dàng truy cập một loạt các dịch vụ hành chính, bao gồm đề nghị cấp trên chấp thuận yêu cầu. Bà Chernohorenko cho biết, trong thời gian qua, lượng thời gian mà binh lính tiêu tốn cho thủ tục hành chính là không chấp nhận được, đặc biệt là vào thời chiến, dự kiến nền tảng sẽ ra mắt vào mùa hè năm 2024. Reuters cho biết, ông Alexei Danilov, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, đã đề nghị Liên minh châu Âu EU tặng toàn bộ vũ khí hạng nặng cho Kyiv. Ông tuyên bố, vấn đề này cần được giải quyết ngay bây giờ. Với kinh nghiệm của họ, chúng tôi cho rằng châu Âu sẽ không cần đến vũ khí, xe tăng, phương tiện chiến đấu trên bộ và các thiết bị phần cứng khác cho cuộc chiến tiếp theo của mình. Họ cần phải noi theo Đan Mạch, quyên góp tất cả cho Ukraine. Vào tuần trước, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tuyên bố chính phủ quyết định trao toàn bộ hệ thống pháo binh của mình cho Ukraine. Nữ Thủ tướng giải thích, chúng ta có vũ khí, đạn dược, hệ thống phòng không. Đó đều là những thứ hiện tại quốc gia chưa cần phải sử dụng và vì thế nên được giao cho Ukraine. Ông Danilov lập luận rằng, trong tương lai, những loại vũ khí hiện tại sẽ trở nên vô giá trị và cho rằng Kyiv đúng ra đã chiến thắng trước Nga nếu được cung cấp đầy đủ vũ khí ngay từ đầu. Ông Danilov khẳng định Ukraine vẫn quyết tâm giành lấy chiến thắng trong cuộc xung đột. Ông gợi ý rằng, khi được phương Tây tăng cường viện trợ quân sự, Kyiv sẽ đảm bảo Moscow không còn là mối đe dọa đối với các quốc gia NATO. Từ phía các đồng minh phương Tây, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng khẳng định rằng Ukraine có quyền sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tự vệ trước Nga, bao gồm cả việc tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Ông Stoltenberg nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn với Radio Liberty, đây là một cuộc chiến và theo luật pháp quốc tế, Ukraine có quyền tự vệ. Nó cũng bao gồm các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự hợp pháp, các mục tiêu của quân đội Nga bên ngoài Ukraine. Đó là luật pháp quốc tế. Dĩ nhiên, Ukraine có quyền làm như vậy để bảo vệ mình. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần cảnh báo Ukraine không sử dụng thiết bị do phương Tây cung cấp để tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Ông cho rằng một động thái như vậy có nguy cơ làm leo thang xung đột. Cảnh báo của ông Putin ban đầu khiến các đồng minh như Mỹ e ngại cung cấp vũ khí tầm xa có khả năng tiếp cận lãnh thổ Nga cho Ukraine. Nhưng các quốc gia NATO sau đó vẫn gửi tới Ukraine những khí tài như vậy. Tháng trước, ông Putin cho biết
các nhà điều tra Nga đã tìm thấy bằng chứng chứng minh Ukraine đã sử dụng hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất để bắn hạ vận tải cơ Ilyushin 276 trên bầu trời nước Nga, khi phương tiện này đang chở tù nhân chiến tranh tới địa điểm trao đổi. Trong cuộc phỏng vấn của Radio Liberty, ông Stoltenberg lưu ý mỗi thành viên NATO sẽ tự quyết định về những gì họ cung cấp cho Ukraine trước cảnh báo của ông Putin. Tổng thư ký NATO nói thêm, các đồng minh trong liên minh có chính sách khác nhau về vấn đề này. RT hôm ngày 22 tháng 2 đưa tin, các thành viên NATO đang huấn luyện không quân Ukraine vận hành các tiêm kích F-16 và có kế hoạch cấp cho Kyiv loại máy bay này. Kyiv đang hối thúc phương Tây chuyển giao các máy bay trong những tháng tới để chống lại ưu thế trên không của Nga. Cựu Tổng thống và hiện là Phó Chủ tịch An ninh Nga Dmitry Medvedev đã cảnh báo việc phương Tây cấp F-16 cho Ukraine sẽ có nguy cơ gây ra xung đột hạt nhân. Ông Medvedev nói, không thể loại trừ khả năng một cuộc xung đột hạt nhân bùng phát một cách tình cờ hay vô ý. Đó là lý do mọi kế sách cho Ukraine đều tiềm ẩn nguy hiểm. Vì cựu Tổng thống tiếp tục cho rằng tiêm kích của Mỹ có thể là mồi lửa tiềm tàng, châm ngòi cho cuộc xung đột hủy diệt đó. Ông giải thích, Kyiv muốn có F-16 dù không sở hữu cơ sở hạ tầng mặt đất để vận hành. Vì vậy, nếu một trong số các máy bay đó cất cánh từ một nước NATO để tiến hành nhiệm vụ Ukraine, điều đó có nghĩa là gì? Sẽ là một cuộc tấn công vào Nga. Tôi sẽ không mô tả điều gì có thể xảy ra tiếp theo. Giới lãnh đạo Mỹ và NATO có lẽ cũng sẽ không cho phép điều đó. Theo RT, trước đó, nhiều giới chức Nga cũng đã cảnh báo việc cấp F-16 cho Ukraine có thể là vấn đề lớn vì chúng có thể triển khai bom trọng lực hạt nhân. Ông Medvedev nói rằng cuộc đối đầu giữa Nga với Mỹ cùng đồng minh chưa đến mức khiến người dân phải vào hầm trú ẩn hạt nhân. Tuy nhiên, ông mô tả tình hình đang tồi tệ hơn khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Cựu Tổng thống Nga cảnh báo đồng hồ tận thế đang nhích dần và tăng tốc đáng kể. Hiện Mỹ và Ukraine chưa bình luận về phát biểu của ông Medvedev. Theo Reuters, các chuyên gia vũ khí mới đây cho rằng tên lửa của Triều Tiên mà Nga sử dụng tại Ukraine có chứa một lượng lớn linh kiện liên quan đến các công ty có trụ sở tại Mỹ. Điều này cho thấy thách thức trong việc thực thi các lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng. Nhưng mặt khác, lại có thể giúp phát hiện tung tích toàn bộ mạng lưới cung cấp vũ khí này. Tổ chức nghiên cứu vũ khí xung đột CAR có trụ sở tại Anh đã kiểm tra tàn tích của một tên lửa đạn đạo của Triều Tiên được Nga sử dụng ở Kharkiv vào ngày 2 tháng 1. Trong một báo cáo được công bố trong tuần này, CAR cho biết 75% thành phần linh kiện điện tử được ghi nhận là có liên quan đến các công ty được thành lập tại Hoa Kỳ, 16% đến từ các công ty ở châu Âu và 11% từ châu Á. Các chuyên gia cho biết, những phát hiện này không có gì đáng ngạc nhiên, mặc dù trong nhiều năm, Hoa Kỳ đã dẫn đầu các nỗ lực quốc tế nhằm hạn chế khả năng của Triều Tiên trong việc tìm kiếm linh kiện cho chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này. Đại diện Carr cho rằng, mặc dù các lệnh trừng phạt của Mỹ rất mạnh mẽ trên giấy tờ, nhưng chưa hiệu quả trên thực tế, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của Washington và các đồng minh phải làm nhiều hơn nữa để thực thi các lệnh trừng phạt. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Washington sử dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, trừng phạt và các hành động thực thi pháp luật để ngăn chặn Triều Tiên mua lại các công nghệ cho các chương trình vũ khí của mình và ngăn chặn Nga mua những vũ khí như vậy. Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Krenin mới đây cho biết phương Tây đã tăng từ 50 đến 100% số lượng nhân sự và xe tăng ở biên giới giáp Nga và Belarus trong 4 năm qua. Trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Russia 24 của Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus cho biết số lượng quân nhân và xe tăng phương Tây ở gần biên giới Nga-Belarus đã tăng từ gấp rưỡi đến gấp đôi trong 4 năm qua. Họ đã đặt 69 xe tăng gần biên giới khoảng 4 năm trước, còn bây giờ tăng lên mức 129. Việc dịch chuyển cũng liên tục thay đổi. Bộ trưởng Quốc phòng Belarus nói thêm, việc luân chuyển quân sự ở biên giới trên thực tế khá phức tạp. Ví dụ, tại căn cứ quân sự Pravrade ở Lithuania, cách biên giới Belarus 15 km, ông Krenin cho biết Mỹ nói chỉ đưa một tiểu đoàn đến đây trong thời gian ngắn, nhưng sau đó sẽ rời đi. Nhưng cho đến nay, lính Mỹ vẫn ở lại đó.
liên quan đến cái chết của lãnh đạo đối lập Alexei Navalny. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào ngày 22 tháng 2 gọi phản ứng của phương Tây về sự việc này là ồn ào không cần thiết. Đồng thời ông khẳng định các quốc gia phương Tây không có quyền can thiệp vào vấn đề nội bộ của Nga. Ông Lavrov phát biểu, cơn hốt hoảng và cái chết của lãnh đạo đối lập Nga Alexei Navalny thuyết phục tôi rằng Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây khác đã cùng lúc tự đặt mình vào vai trò công tố viên, thẩm phán và người thực thi pháp luật. Tôi thậm chí không muốn bình luận chi tiết về điều đó. Họ không có quyền can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Nga. Khi được hỏi về nghi vấn ông Navalny bị đầu độc vào năm 2020, Lavrov nhắc nhở các phóng viên rằng chính Đức đã từ chối chia sẻ kết quả xét nghiệm y tế với Nga. Được biết, một bệnh viện quân sự Đức đã tiến hành quá trình xét nghiệm. Cụ thể, Ngoại trưởng Lavrov nói thêm, sau khi đến Đức, ông Navalny đã trải qua hàng tá các bài kiểm tra bởi các bác sĩ dân sự và không có thứ gì được tìm thấy trên người ông ấy. Mãi đến khi được chuyển đến một bệnh viện quân sự, Đức mới bắt đầu tuyên bố tìm thấy chất lạ trong người lãnh đạo đối lập. Hiện Berlin và các nước phương Tây chưa đưa ra bình luận đánh giá của ông Lavrov. Tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác, mới đây, Mỹ cho biết họ hy vọng tiếp tục hợp tác hòa bình lâu dài với Nga trên không gian. Giám đốc NASA Bill Nelson cho biết, như vậy, hôm ngày 22 tháng 2 đáp lại những lo ngại của báo chí về khả năng Moscow đưa vũ khí lên quỹ đạo. Ông Nelson nói với CNN trước cuộc đổ bộ của tàu thăm dò mặt trăng do một công ty ở Texas chế tạo xuống cực nam mặt trăng. Khi được hỏi về những tin đồn dai dẳng về việc Nga đưa vũ khí lên không gian, ông trả lời Hoa Kỳ và Nga có lịch sử hợp tác tốt đẹp về các lĩnh vực về không gian. Ông nói, hãy để tôi chia sẻ rằng, chúng ta có một trạm vũ trụ quốc tế ở đó. Chúng ta có 15 đối tác quốc tế và Nga là một trong những đối tác quan trọng nhất. Hợp tác với Nga bắt đầu từ năm 1975 với sứ mệnh Apollo Soyuz. Chúng tôi đã hợp tác hòa bình với Nga từ cột mốc đấy. Chúng tôi cùng nhau xây dựng trạm vũ trụ. Chúng tôi cùng nhau vận hành nó. Chúng tôi muốn điều đó tiếp tục. Chúng tôi không muốn những vấn đề khác, những vấn đề không mang tính hòa bình. Trong tuần qua, tình báo Mỹ đã làm dấy lên đồn đoán của giới truyền thông rằng Nga đã triển khai vũ khí chống vệ tinh, thậm chí có thể vũ khí hạt nhân lên quỹ đạo hoặc đang lên kế hoạch làm vậy trong tương lai gần. Tổng thống Nga Vladimir Putin, Điện Kremlin và Bộ Quốc phòng Nga đã thẳng thừng bác bỏ những cáo buộc chỉ ra các hiệp ước cấm vũ khí hóa không gian. Ông Nelson, cựu thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, người đã bay trên con tàu Con Thoi vào năm 1986 cũng lưu ý rằng hiệp ước ngoài không gian Outer Space năm 1967 đã cấm triển khai vũ khí trên không gian. Do đó, bất kỳ điều gì đe dọa sự hòa bình trên không gian đều đi ngược lại những gì tất cả đang cố gắng thực hiện. Điện Kremlin cho rằng chính quyền Mỹ đã tạo ra nỗi sợ hãi không đáng có về vũ khí không gian của Nga để thúc đẩy Quốc hội thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ đô la Mỹ, trong đó bao gồm hơn 60 tỷ đô la Mỹ cho cuộc chiến của Ukraine chống lại Nga. Nhà Trắng đã bác bỏ cách giải thích đó và nhấn mạnh rằng những lo ngại của Washington là có căn cứ. Đại sứ Nga tại Mỹ mô tả hợp tác trong không gian là một trong số ít điểm sáng còn sót lại trong quan hệ giữa hai nước. Nga đã đình chỉ hiệp ước kiểm soát vũ khí chiến lược với Mỹ, chỉ ra các lệnh trừng phạt của Mỹ có ý định đánh bại chiến lược nước Nga. Thủ tướng Nikol Pashinyan vừa cho biết Armenia đã đình chỉ tham gia thỏa thuận an ninh tập thể quan trọng với Nga do căng thẳng tiếp tục với nước láng giềng và đối thủ Azerbaijan. Trong một cuộc phỏng vấn với France 24 được công bố hôm ngày 22 tháng 2, ông Pashinyan nói Armenia ngày càng không hài lòng với Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO, một khối gồm 6 thành viên được thành lập ngay sau khi Liên Xô tan rã. Ông Pashinyan giải thích, chúng tôi tin rằng trong trường hợp của Armenia, hiệp ước đã không được thực thi, đặc biệt là vào năm 2021-2022 và nó không thể không được chú ý. Chúng tôi đã đình chỉ việc tham gia vào hiệp ước này. Chúng tôi sẽ xem điều gì xảy ra tiếp theo. Armenia bắt đầu từ chối tham dự một số sự kiện và tập trận quân sự của CSTO vào năm 2023. Tuy nhiên, Thủ tướng Pashinyan trước đây cho biết
Yerevan không có kế hoạch cắt đứt quan hệ với khối. Ông kêu gọi khối và lãnh đạo Nga ủng hộ Armenia trong cuộc xung đột với Azerbaijan, cũng như lên án sự hung hăng của Azerbaijan trong khu vực. Vào đầu tháng 2 năm 2024, Yerevan và Baku đổ lỗi cho nhau về việc bắt đầu một cuộc đọ súng ở biên giới khiến 4 binh sĩ Armenia thiệt mạng và một lính biên phòng Azerbaijan bị thương. Thủ tướng Pashinyan cho biết sau cuộc đụng độ rằng Azerbaijan đang lên kế hoạch cho một cuộc chiến tranh toàn diện chống lại Armenia. Ngược lại, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev cáo buộc Armenia đang khuấy động căng thẳng. Năm 2020, Azerbaijan đã chiếm lại phần lớn khu vực ly khai Nagorno-Karabakh, nơi có người dân tộc Armenia sinh sống và liên kết với Armenia. Cuộc chiến kéo dài 44 ngày, kết thúc bằng lệnh ngừng bắn. Trong đó, lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga được triển khai trong khu vực. Các cuộc đụng độ biên giới quy mô nhỏ hơn giữa Armenia và Azerbaijan tiếp tục diễn ra vào năm 2021-2022. Baku tái lập toàn quyền kiểm soát Karabakh sau cuộc tấn công chớp nhoáng vào tháng 9 năm 2023, khiến hơn 100.000 người Armenia địa phương phải bỏ chạy. Thủ tướng Pashinyan công nhận Karabakh là một phần của Azerbaijan cùng năm. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết vào tháng 12 năm 2023 rằng rời khỏi CSTO không có lợi cho Armenia. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng nên do Yerevan đưa ra và nhấn mạnh Moscow muốn duy trì quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng. Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã Trung Quốc đang hợp tác với các vườn thú ở Mỹ để đưa gấu trúc trở lại quốc gia ở bên bờ Đại Tây Dương. Theo CBC News, đây là một dấu hiệu cho thấy Trung Quốc muốn nối lại cử chỉ truyền thống với Mỹ sau khi gần như tất cả các gấu trúc cho các vườn thú Mỹ mượn được trả về khi quan hệ hai nước bắt đầu trở nên xấu đi. Trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 22 tháng 2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Mao Ninh cho biết các tổ chức liên quan của Trung Quốc đã ký thỏa thuận với Sở thú Madrid của Tây Ban Nha và Sở thú San Diego ở Mỹ về vòng hợp tác quốc tế mới nhằm bảo vệ gấu trúc khổng lồ. Họ cũng tích cực đàm phán với Vườn thú quốc gia Washington và Sở thú Vietnam ở Áo cho vòng hợp tác mới. Bà Mao bày tỏ hy vọng thỏa thuận hợp tác giữa Trung Quốc và các nước trên thế giới sẽ góp phần mở rộng hơn kết quả nghiên cứu khoa học về bảo vệ gấu trúc khổng lồ và các loài có nguy cơ tuyệt chủng khác, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ tình bạn giữa con người và con người. Trước đó, Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã Trung Quốc xác nhận trên WeChat rằng họ đã ký kết thỏa thuận bảo tồn gấu trúc khổng lồ với một số sở thú. Các quan chức sở thú San Diego nói với hãng tin AP, một khi giấy phép và thủ tục hoàn tất, một gấu trúc đực và một gấu trúc cái sẽ được đưa tới Mỹ sớm nhất là vào mùa hè này. Tháng 11 năm ngoái, Vườn thú quốc gia ở Washington đã trao trả 3 con gấu trúc là Thiên Thiên, Mei Xiang và Xiao Chi Yi về Trung Quốc. Hiện sở thú Atlanta ở bang Georgia là cơ sở duy nhất tại Mỹ còn chương trình nuôi gấu trúc khổng lồ. Thỏa thuận dự kiến sẽ hết hạn trong năm nay. Nhiều thập kỷ qua, Trung Quốc đã thực hiện chính sách ngoại giao gấu trúc với những quốc gia mà nước này muốn tăng cường tầm ảnh hưởng hoặc có quan hệ chặt chẽ. Lần gần nhất Trung Quốc gửi gấu trúc sang Mỹ là cách đây 5 năm. Một tàu đổ bộ cỡ nhỏ do công ty Intuitive Machine có trụ sở tại Texas chế tạo đã hạ cánh gần cực nam của mặt trăng vào ngày 22 tháng 2. Đây là chuyến hạ cánh đầu tiên của Hoa Kỳ lên mặt trăng trong hơn nửa thế kỷ và là lần đầu tiên được thực hiện bởi một công ty tư nhân. Tàu đổ bộ robot 6 chân có tên là Odysseus đã hạ cánh vào khoảng 6 giờ 23 phút chiều. Việc hạ cánh diễn ra một ngày sau khi tàu chạm đến quỹ đạo mặt trăng và một tuần sau khi phóng từ Florida. Tàu được xác nhận hạ cánh bằng các tín hiệu truyền về từ khoảng cách 384.000 km tới trạm kiểm soát dưới mặt đất. Tuy nhiên, liên lạc với phương tiện phải mất vài phút và tín hiệu ban đầu rất yếu khiến cơ quan điều khiển nhiệm vụ không chắc chắn về tình trạng và vị trí con tàu. Tàu đổ bộ không được thiết kế để cung cấp video trực tiếp về quá trình hoạt động. Đã có sự cố xảy ra và kéo dài 11 giờ với hệ thống định vị tự động của con tàu, nên các kỹ sư trên mặt đất phải sử dụng nhiều giải pháp để khắc phục. Tàu đổ bộ này chở nhiều dụng cụ khoa học của NASA và của một số khách hàng thương mại.
được thiết kế để hoạt động trong 7 ngày bằng năng lượng mặt trời. Cuộc đổ bộ là chuyến hạ cánh có kiểm soát đầu tiên xuống mặt trăng của Hoa Kỳ từ sứ mệnh Apollo 17 vào năm 1972. Apollo 17 là sứ mệnh mặt trăng có phi hành đoàn cuối cùng của NASA với các phi hành gia là Jane Cernan và Harrison Schmitt. Bản tin toàn cảnh quốc tế khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.